Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Và hiện tại thì mình lại đang có mặt trên cửa hàng Yamaha nha các bạn. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cửa hàng để mình cập nhật về giá xe Exciter 150 mới nhất ở tháng 12 nha các bạn. Và hôm nay thì đặc biệt có một điều thay đổi nha các bạn, giá xe đồng loạt tăng nha. Nên là hôm nay mình sẽ cập nhật về giá bán mới nhất để cho tất cả các bạn có thể tham khảo thông qua cái giá xe ở địa phương mình nha. Và hiện tại thì mình đang quay xe ở thị xã Azuba, tỉnh Gia Lai. Và mình quay xe ở cửa hàng Yamaha Liên Thành Nam. Nên là các bạn nào ở khu vực Gia Lai, Tây Nguyên, Đắk Lắk thì các bạn có thể ghé trực tiếp bên cửa hàng để mua xe nha. Đó, ở bên cửa hàng thì hiện tại có rất là nhiều các màu sắc này các bạn. Đó, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mình cập nhật giá nha. Bởi vì từ trước đến nay thì mức giá xe đều ổn định ở một mức giá thôi. Và hôm nay vào đầu tháng 12 thì cái giá xe đã tăng nha các bạn. Nên là mình cập nhật cho tất cả các bạn biết, đỡ các bạn sẽ thắc mắc rằng là tại sao báo một giá mà khi đến cửa hàng là mua một giá nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cập nhật về chiếc xe tay ga này trước để cho tất cả các bạn có thể tham khảo trước nha. Rồi mình sẽ cập nhật về giá xe Exciter. Đối với mẫu xe NVX155 VVA ở phiên bản mới nhất 2021 này hiện tại đang có mức giá là 54 triệu thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí đăng ký biển số nha các bạn. Đó, đối với các màu sắc của NVX luôn các bạn. Đó, đều có cái mức giá là 54 triệu bao hết giấy tờ và phí đăng ký biển số ở phiên bản mới này các bạn. Rồi tiếp theo đến phiên bản Exciter. Đó các bạn có thể thấy này, đây chính là màu sắc Exciter ở phiên bản là giới hạn nha các bạn. Đó, ở cái phiên bản giới hạn. Đó, có các màu sắc như là phiên bản màu xám, xám cam. Đó, phiên bản màu xanh dương cam, phiên bản màu xanh rêu nữa các bạn. Đó, rất nhiều màu sắc này, mình sẽ cập nhật từng màu, từng mức giá cho các bạn có thể tham khảo nha, từ phiên bản nha. Đối với phiên bản giới hạn này, đó, hiện tại đang có mức giá là 47.500.000 nha các bạn. 47.500.000 thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí đăng ký biển số. Đối với trước đây thì chỉ ở mức giá là 46 đến 46 triệu 500 nhá. Thì bao giấy tờ và phí đăng ký biển số thì nay đã tăng rồi. Nói chung là về giá cuối năm thì tất cả các loại xe đều có cái mức giá là sẽ tăng đồng loạt nha các bạn. Đó, hiện tại đối với phiên bản màu này các bạn, đó, màu đen, đen cam, đó, xám đen cam này. 47 triệu 500 bao hết giấy tờ và phí đăng ký biển số nha. Các bạn nào yêu thích cái màu này có thể đến trực tiếp bên cửa hàng các bạn. Đó, đây các bạn có thể thấy này. Một cái mâm màu cam rất là đẹp này các bạn, đối với phiên bản giới hạn nha. Đây, rất là đẹp luôn. Màu sắc này hiện tại đang có mức giá là 47.500.000, bao hết giấy tờ và phí đi biển số cho cái màu sắc này. Đó, để các bạn khỏi phải thắc mắc nha. Rồi tiếp theo đến một cái màu sắc trắng đỏ 2020. Đó các bạn, đây là phiên bản màu sắc trắng đỏ nha. Phiên bản này hiện tại đang có mức giá là 46.500.000 nha các bạn. Thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí đi biển số rồi. Đó, 46.500.000 nha. Đây là phiên bản 2020. Để các bạn thấy này. Đó, lốp maxi cài vặt ngược nha. 46.500.000 thì bao hết giấy tờ và phí đi biển số. Nói chung là mình thấy cái mức giá tăng từ 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn đồng so với các tháng trước nha. Đây là mình cập nhật giá mới nhất cho tất cả các bạn có thể tham khảo luôn. Còn đây các bạn, đây là chiếc xe Exciter 150 ở phiên bản giới hạn màu xanh dương cam. Đây các bạn, mình cũng đã quay rất là nhiều rồi nhưng mà hôm nay mình muốn cập nhật cho tất cả các bạn biết là về giá bán ở tháng 12. Đối với phiên bản màu sắc xanh dương cam này, hiện tại đang có mức giá là 47.500.000 nha các bạn. Đó, 47.500.000 bao hết giấy tờ và phí đi biển số, hay còn gọi là bao giá lăn bánh nhá. Đó, để các bạn có thể tham khảo rằng là giá xe ngày một tăng, để các bạn nào mà muốn mua xe có thể đến trực tiếp bên cửa hàng và mua ngay và luôn, để đừng để là đến dịp mà là cuối năm thì cái mức giá nó tăng thì các bạn sẽ tốn thêm chi phí nha các bạn. Đó, xanh dương cam có mức giá là 47.500.000 bao hết giấy tờ và phí đi biển số nha các bạn. Đây được gọi là phiên bản 2021 nha. Và rất là nhiều bạn thắc mắc rằng tại sao là ra bây giờ mới 2020 mà lại đi quay xe 2021, bởi vì cái năm sản xuất rồi các bạn. Trong cái năm sản xuất của cái sách bảo hành của chiếc xe này là năm 2021 rồi các bạn. Đó, chứ không phải là 2020 đâu, để các bạn đỡ nhầm lẫn nha. Và phiên bản này thì sẽ được bán trong năm 2021 luôn. Rồi, tiếp theo đến phiên bản màu sắc là xanh rêu. Đây các bạn, màu này cũng rất là đẹp nha các bạn. Đây cũng là các phiên bản giới hạn mới được ra mắt thôi các bạn. Đối với phiên bản màu sắc xanh rêu này các bạn có thể thấy rất là đẹp luôn, như một cái phiên bản màu độ nhưng mà đây là màu chính hãng. Nó sẽ rất là bền. Đó, lốp trước là lốp IRC nha. Thông số thì mình đã quay rất là nhiều rồi, 90, 80, 17 nha các bạn. Với chiếc xe Exciter 150 ở phiên bản màu sắc xanh rêu này cũng có giá là 47.500.000, bao hết giấy tờ và phí đăng ký biển số nhá. Đó, bao giá lăn bánh luôn là 47.500.000. Nói chung là sẽ tăng hơn mức trước rất là nhiều các bạn. Đó, chỉ cần gần một tháng thôi là cái mức giá xe đã tăng rồi. Và từ giờ đến cuối năm giá xe chỉ có tăng chứ không có giảm nha các bạn. Nên là các bạn nào muốn mua xe có thể đến trực tiếp bên cửa hàng để mua xe luôn nha. Đây, cái phần giữa của cái xe này có cái màu xanh nõn chuối các bạn có thể thấy này. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Những cái phò màu phiên bản giới hạn này mới được ra mắt này các bạn có thể thấy này. Nó đều có một cái nét đặc trưng riêng và có những cái màu pha rất là đẹp luôn các bạn. Đó, một cái màu cam này pha với màu xanh dương này, rồi cái viền cũng màu cam này. Đó, còn màu xanh rêu các bạn có thể thấy này. Cái màu xanh mình quay cận cảnh các bạn xem này. Đó, đấy, quay các bạn xem con ruồi luôn này thấy không?
Đó, nó đẹp cỡ nào các bạn thấy không? Đó, phiên bản này là 47.500.000 nha. Bao hết cho tao vào phía biển số, mình cập nhật nhanh về bốn cái màu sắc này, xong mình sẽ quay lại bốn cái màu sắc phiên bản giới hạn để mình quay cho các bạn xem nha. Đối với phiên bản màu sắc là đỏ nhám này hiện tại đang có giá là 47 triệu nha các bạn. Bao hết giấy tờ và phí biển số hay còn gọi là bao giá lăn bánh nha. Đó, 47 triệu. Còn đối với phiên bản màu sắc là cam xám này có giá 46.500.000, bao hết giấy tờ và phí biển số nha. Đó, màu cam xám 2020. Rồi tiếp đến phiên bản màu xanh GP, và đây cũng là một cái màu huyền thoại của Yamaha. Hầu như là các phiên bản màu xanh GP này thì các bạn có thể thấy là nó rất là đẹp này. Có mức giá là 46.500.000 nha. Đó, 46.500.000, bao hết giấy tờ và phí biển số. Rồi tiếp theo đến phiên bản màu sắc là đen nhám. Đối với phiên bản màu sắc đen nhám này hiện tại đang có giá là 47 triệu nha các bạn, bao hết giấy tờ và phí biển số. Như mà mình vừa cập nhật giá các bạn xem thì các bạn cũng đã biết rồi đấy, mức giá xe thì đều tăng từ mức 500 đến 1 triệu và từ đến mức 1.500.000 đồng nha các bạn. Đó thì vào dịp cuối năm thì giá xe sẽ đồng loạt tăng nha. Đó các bạn có thể thấy này, đối với các màu sắc phiên bản giới hạn nha các bạn, 47.500.000, bao hết giấy tờ và phí biển số. Đó để các bạn khỏi phải thắc mắc nha. Đây mình thấy cái màu cam này rất là đẹp này các bạn. Đó mà cái phiên bản màu cam này mình thấy là cái mâm nó màu cam. Đó các bạn thấy không? Cam như là cái phiên bản màu sơn độ luôn. Các bạn mua về các bạn chỉ việc chạy thôi, nó rất là đẹp. Với lại cái tông màu này các bạn này, màu xám này. Đó, màu xám cam luôn này. Đây các bạn, màu bạc. Đây, xám bạc, nói chung là các bạn gọi nào gọi nha. Đỏ cam bạc, cái màu sắc này đúng của nó là màu đỏ cam bạc nha các bạn. Đó nhưng mà mình cứ gọi cái này là màu bạc hay là màu cam gì đó thì cũng được nha. Đấy mình thấy rất là đẹp. À, mình đã quay cận cảnh từng chiếc xe rồi để các bạn có thể tham khảo rồi nhá. Về giá bán ở tháng 12 này mình thấy là tăng hơn so với trước nhiều, nên là các bạn nào muốn mua xe thì các bạn đến trực tiếp bên cửa hàng để mua luôn và ngay nha. Chứ mất công rồi mình cập nhật giá ở một thời điểm, các bạn đến mua một thời điểm thì các bạn lại bảo là tại sao giá nó tăng. Bởi vì là mỗi nơi thì đều có mức giá khác nhau các bạn, nó không giống với nhau đâu. Ở chỗ mình thì mình thấy cái mức giá như này là rẻ nha các bạn. Bởi vì chỉ ở mức giá là từ 46 47 triệu và bây giờ đã tăng lên 47.500.000, thì ở cái mức là ở huyện thì các bạn bao giấy tờ và phí biển số luôn thì mình thấy cũng rất là rẻ, các bạn không có cao đâu. Còn nếu các cái phiên bản thường này thì có 46.500.000 các bản. Đó, 46.500.000 ở phiên bản màu sắc là trắng đỏ nhá. Còn đối với xanh dương cam với xanh rêu thì ở mức là 47.500.000, thì bao hết giấy tờ và phí biển số thì mình thấy giá như vậy cũng rất là rẻ nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy không? Đây có rất là nhiều thanh niên đến để mua xe này. Đó, rất nhiều thanh niên mua xe nha, bởi vì cửa hàng bán xe rất là rẻ và cửa hàng Yamaha chính hãng nha các bạn, chứ không phải là một cửa hàng tổng hợp. Đây các bạn, mình quay các bạn xem này. Đó, Yamaha Liên Thành Nam nha, có địa chỉ ở thị xã Azuma, tỉnh Gia Lai. Các bạn nào mà muốn liên kết với cửa hàng có thể vào Facebook nha các bạn. Facebook của cửa hàng là Yamaha Liên Thành Nam, các bạn chỉ cần vào gõ là có nha. Đó thì các bạn sẽ hỏi về tư vấn trả góp. À quên, mình sẽ cập nhật về trả góp luôn nha. Các bạn trả góp thì chỉ cần trả trước 20% giá trị của xe và độ tuổi là trên 18 tuổi các bạn, có chứng minh nhân dân với lại bằng lái xe. Và các bạn nào mà không có bằng lái xe thì có sổ hộ khẩu nha. Đó thì trả trước 20% là tầm 10 triệu là các bạn có thể mua được xe rồi. Đó, đối với tất cả các dòng xe Exciter nha, trả trước từ 10 triệu là mua xe đem về luôn nha. Và về trả góp thì mình đã tính cho các bạn chi tiết ở rất là nhiều video khác rồi, các bạn có thể tham khảo nha. Và clip này thì mình cũng chỉ làm đến đây thôi. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi các bạn luôn theo dõi video mới nhất của mình, và mình sẽ thường xuyên cập nhật về giá xe để cho tất cả các bạn có thể tham khảo nha. Đó, đầy đủ các màu sắc mà các bạn.